nhiều khách tới ở đây ủng hộ. Dạ cũng có hả? Dạ. Cái nào chịu đấy con? À, anh thưởng em một tay chứ. Làm dạ, mất buồn luôn. Cái... thì bả tí bỏ bả tờ, ý là tuyệt sợ nửa đêm nửa hôm rồi. Thì kia mà tí rồi ấy bả chăm bả. Dạ. Xin chào cả nhà đã đến với video của Vuông. Vuông chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình nha. Hiện tại giờ Vuông đang đứng ở một trên một cái con đường Phan Rang đó. Thì hiện tại giờ là Vuông có một đang đứng một cái chỗ là có giả cầy mà không biết là cái gì giả cầy đó, mà lòng dồi nướng. Thì cái rồi lòng dồi nướng thì lâu rồi mấy anh em thì bạn Dũng với lại Vuông á phải ăn cái món dồi nướng này kia nọ. Bây giờ Vuông sẽ vô thử khất thử nha. Giờ Vuông đi vô nha. Ôi con chào chú. Vâng à, chào con. Dạ. Chào bên con. Là ở đây là mình bán dồi. Cái giả cây là cái gì giả cây nhỉ? Giả cây là thịt heo giả cây. À thịt heo giả cây. Thịt heo giả cây. Wow. Vâng. Dạ. Thì hôm nay cái này là mình bán sao hơn chú anh? Mình bán là một lèo là 15 ngàn. À. Một làng, cái tính làng đấy. À, không bán lòng dồi này. Lòng dồi. À, lòng đó. Vâng à. Là bán lạng rồi. Một làng 15 ngàn con. Dạ, một lạng có 15 ngàn thôi. Một làng có 15 ngàn thôi. Wow, đây. Quá khá hấp dẫn. Đây là cho cái ông này ông dồi. Đây này cả nhà, thì rất là đã luôn nha. Còn bên phần này là phần nướng này. Cái món nướng ở đây là em bán ở đây lâu chưa em? Dạ gần một năm. À là một năm là em ở đây em bán ở đây. Dạ. Wow, này là bán nhà em luôn. Dạ. Wow. Ở đây là mình bán cái món ăn ở đây là có nhiều khách tới ở đây ủng hộ. Dạ cũng có hả? Dạ. Cái nào chịu đấy con? À anh thưởng em một tay chứ. Làm mất buồn luôn cả nhà. Hồi nãy em ấy làm như vậy này, Vuông thưởng em ấy một tay. Vuông anh xin lỗi nha. Dạ anh nãy thấy cô vô một tay rồi chú. Thôi lấy này anh hai lạng nha. Dạ. Hai lạng mà mình lấy cho anh là để nguyên cây gì luôn, không cắt. Đó, cho anh nước chấm rồi anh mang đi. Dạ. Cái mùi vị ở đây nha, nướng nó bốc khói lên nó rất là đã luôn cả nhà, thì nó khá là hấp vị hấp dẫn luôn. Và ở đây khách đang chờ cả nhà, đang chờ rất là đông luôn, và con chú anh chị nữa. Wow, là ở đây là mình từ lúc mấy giờ mình mở ra mình bán em? Dạ 3 giờ. 3 giờ bán mấy giờ nghỉ em? Dạ cỡ 9 giờ. 9 giờ nghỉ hả? Hoặc là hết hàng sớm mình sẽ nghỉ sớm. À, là lễ mình nghỉ sớm. Còn mấy ngày thường thì mình cứ bán tới 9 giờ. Dạ. Mà ngày nào cũng bán hay là có ngày nào nghỉ không? Dạ, ít khi nghỉ. À, ít khi nghỉ là mỗi ngày ngày nào cũng bán. Thì mong cả nhà thì có mua thì tới đây ghé. Ở đây là người ta gọi là cái con đường gì ta? Dạ, Trường Chinh. Trường Chinh số nhà luôn em. Dạ, 216A. À, 216 Trường Chinh thì có mong cả nhà tới ghé ủng hộ nha. Thì bây giờ Vuông sẽ cân xong rồi Vuông bắt đầu Vuông đi tiến hãng ra kỳ để thưởng thức cho cả nhà xem nha. À đúng rồi. Thì anh em mình nãy giờ cũng xuống bãi biển rồi cả nhà. Thì trước mặt cả nhà là bãi biển đó cả nhà. Còn nói chung là ở đây là người ta gọi là bãi biển Bình Sơn, nhưng mà mình không ở bãi biển Bình Sơn, nhưng mà mình ở lại là công viên Bình Sơn. À, thì hai anh em của Vuông thì hiện tại giờ cũng đi mua, thì ở đó khách nó hơi đông ở cả nhà, thì cũng chờ cả đổi thì mới mua được những cái lòng ở đây, không biết có ngon hay là dở, nhưng mà bán rất là đông và đắt luôn không bạn ha. Ừ. Và bây giờ thì hiện tại giờ cũng như là 5 giờ mấy hay 6 giờ mấy ta? 6 mấy rồi hả? Hồi nãy là mặt trời cũng còn sáng. Đây là cái nước chấm này, không biết cái gì mà nó đen thui à? Nước tương á. Gì hả? Cái này không có cái gì muối tiêu ta? Hả? Ừ. Phải không ta? Hình như là chú có cho một cái chút nước tương. Ừ. Và bây giờ thì ở đây thì Vuông có
hai lon coca. Rồi, hai thằng hồi lít uống rồi. Dạ, dạ chào cô. Hai đứa nhậu là vui với ta. Dạ, đó dạ nhậu coca cô. Dạ, đây là Vương có mấy cô tập thể dục thể thao cả nhà. Ở công viên đây có rất là nhiều người luôn. Và đây là cái lòng này. Mình để ăn như vậy này, cái cảm giác nó ăn nó đã. Còn mà mình cắt miếng các bạn. Đúng rồi. Ăn không thả đâu. Miếng, đó. Mình cặp viên miếng cảm thấy nó ngon rồi. Và rất là nhiều nha, ở dưới đây nữa này. Đó, không biết cả nhà có thấy hay không. Thôi bây giờ Bạch Dũng thưởng thức tự đi bạn. Vương thưởng em, thưởng thức em Vương. À, bây giờ Vương xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Không, cái này là mình nghĩ ăn tương tương ớt á. Tương ớt xanh á, ăn ngon. Ngon. Cái này rất là giòn không? Giòn dai. Cái lòng này lòng non á cả nhà. Phèo phèo non á. Ngon hơn. Wow. Wow, Vương xin mời cả nhà. Khá là ngon không mà. Đặc biệt là cái lòng này, cái lòng này nó không đắng nha. Không đắng. Ngon. Ngon. Không đắng là người ta làm kỹ hay sao ta? Không, tùy theo loại. Tùy theo loại không? Người ta làm kỹ cũng vẫn đắng hả? Bên trong á, Vương thấy không, ở bên trong nó có một cái chất bờm bờm màu trắng á. Đắng không mà chất bên trong á. Chứ mà Vương vậy là cái bao tử này là người ta không còn làm, người ta để nguyên vậy luôn. Cái người ta là lòng chứ không phải bao tử. À lòng, lòng này là người ta không có làm, người ta để nguyên vậy luôn. Người ta ta rửa ta trà chanh trà chín trà ở vào cho nó khỏi hôi. Vậy là con heo nó ăn cái gì là mình ăn lại cái đó. Đúng rồi, gọi là bị. Lần đầu tiên Vương mới biết luôn á cả nhà. Nhưng mà ăn ngon. Ngon nha. Và đây là mình không biết cái này là cái gì không bạn hơn. Cái đây là cái nãy ông chú ông nói mình lòng mà... lòng trường á, vô trường á. À mời bạn. Mình kêu hai miếng. Cái đây ăn thực sự ngon không cái nha. Dạ không. Cái đây gọi là vô trường này luôn. Vô trường cái này là nó làm bộ phận chỗ nào ta? Cũng không biết nữa mình. Không biết nghe, là... nghe nói là vô trường. Wow. Đây này cả nhà, không biết là cái bộ phận này là bộ phận như chỗ nào thì Vương cũng không biết luôn. Đó, thì coi thử ăn thử nó như thế nào nha. Giòn nha. Chị hả? Giòn, giòn, ngon. Giòn không? Ừ, ngon. Vương xin mời cả nhà nha. Giòn wow. Đúng nè. Nãy giờ vô nên giòn rau bạn. Ăn, ăn cái tụi mình đang ngồi ở chỗ là công viên á, cạnh biển luôn cái nhà. Nên nó mát. Ăn rồi nướng nó y bà nhưng mà mình cắn ở chỗ chưa có giòn. Đây nè, đây mới giòn à. Vương xin mời cả nhà nha. Giòn nó sực sực giòn giòn. Ăn rất là đã luôn. Nhưng mà cả nhà cứ nghĩ đi, 30 nhiêu 15 ngàn một lạng à. Đúng không? Khá là rẻ á. Đúng rồi, khá là rẻ luôn cả nhà. Thì mình mua hai lạng xong rồi mình mua thêm hai miếng này nữa. Thì nó khá là rẻ mà hai miếng này chủ yếu là hai miếng này ăn ngon này bạn không? Ngon á. Béo béo. Ngon. Bạn không ăn miếng đó hả? Ăn chứ. Cái miếng đó nó béo lắm, đã. Vui xin mời cả nhà luôn nha. Giòn cái vô. Nãy giờ mình cũng quên. Wow. Vui xin mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Wow. Uống mà ở nữa cả nhà. Và đã không? Ồ, uống sao uống cái ca vô là nó ở cái rột đã không? Có gà. Vô mới bước. Và đây. Cái miếng này không biết là miếng gì nè. Lòng dạ cái đó gọi. Gì hả? Dạ. Đây nữa này bạn, nhiều lắm. Wow. Đây, Vương thử cái miếng lòng dạ không bạn? Dạ. Vương ăn Vương phái ăn lòng mà nhưng mà không biết cái lòng này là lòng gì luôn á. Vương xin mời cả nhà nha.
Nó dài vậy Tâm. Lòng dài nó phải dài hơn nhá. Ngại lắm không? Ngại bạn biết không? Không rồi. Mình hưởng là dạ. Ở chiều giờ anh ngồi đây lâu chưa? Dạ má tới. Dạ má à, có gì không cô? Có tới rồi. Dạ. Ở Tâm có rồi. Chiều giờ cũng có cái bà đó. Bà ngồi ngồi cái mang cái cặp xanh con mang gì nè. Anh thấy còn ngồi trong cái đá rồi bắt con. Con bắt con vượt xuồng rồi. Mình thường với mặt con vượt vượt chút cho con chơi. Là lần bên tôi ấy, hai chồng gây lỗ. Rồi giờ ông chồng mới đi kìa. Dạ. Để con về nhà là là sao cô? Ý là như là chiều á là bà ngồi bên cái đá ngồi bên đây này, bà nói là bà đi tìm việc làm. Dạ. À, bà tìm việc làm, tôi nói là tôi đi bán số, tôi gần bên bà. Rồi à. Giờ tôi đi kiếm bà chồng bà đi tìm. À. Là bà cô đó là đây cũng ở đây luôn hay là sao? Dân ở bên gò đâu ấy, ở bên à. Gò ấy rồi kỹ đi tìm ấy là hai vợ chồng tôi sẵn đi tìm giùm bà kêu bà cho bà về nhà. À. Hồi nãy tôi nói là kêu chồng bà là kêu anh đi ba tìm bả chứ kệ vợ chồng hết hồi thơ. Dạ. Chứ anh đi tìm bả tôi thấy bỏ bả tờ ý là tôi sợ nửa đêm nửa hôm rồi thì kia mà tí rồi ấy bả chăm bả. Dạ. Bả trong mình bả không còn tiền hết đấy. Dạ. Bả biểu tôi xin việc làm, tôi nói biết đâu mà xin việc làm. Dạ. Tôi không biết họ chiều bà ba bà biết đây này được xong bà đuổi bên đi. Tôi kêu à. Thao kệ để cho bà ngồi ý, bà ở sớm bên con á. Bà buồn chồng bà hầu qua thì bà dắt đứa con bà dắt đi để xe đi mướn phòng ở cái ba không có tiền sao mướn phòng sao bà dắt con bây giờ lại rồi bà bỏ bà đi lại là hai vợ chồng cãi lộn à. ra đây đứng này dặm bông mất công tội mọi người đều chồng lên đó cô là dạ. Là bây giờ là cô với lại ông chú đó đang đi tìm đi bà tìm. Cô à, đi tìm dạ. Giờ chồng bà xách xe máy tìm hồi đấy cũng chạy đi tìm mà tôi biết ông chồng tôi thao kể ông chạy ra cô tướng ngờ bữa ngờ bà có ngờ chỗ cái thì, đá không nãy giờ thì con à. Cũng mới tới đây à con cũng đâu thấy đâu thế là tôi biết hỏi thăm bữa ngờ hồi chiều à biết hồi chiều bà đi đâu không à rồi xong mấy tôi mới kêu nó nói thôi tao đi về nhà ấy chứ không khéo là nửa đêm mới hôm mà đi về đường ấy nữa không có tiền bạc được cũng khổ nữa dạ. Biết không trước khi muốn đi á mình phải muốn phòng nhà trọ mình phải có tiền hoặc dạ, là đi rồi. Đâu mình có tiền tao mới chứa mình chứ không cao tao dạ, chứa là bà cô đó là được bao nhiêu tuổi rồi cô bà cũng bốn mấy à 45 trở lại à cũng ốm mà tiền tỷ người nước cha ngâm ngâm dạ mặt cô có hình ảnh gì không không nhìn mặt với thấy buồn thiêu à trời, dạ. Hồi nãy nói chồng bà đi tìm bà ở đâu sớm bên gò là hiện tại giờ nhà cô ở đâu ở bên Đông Hải ấy. Rồi là cô đi bằng tôi, gì ra đây không tôi đi phê thuê vào nhà trọ hai chồng tôi giờ đi lên lấy giò à. Về mai đi bán số à. Ờ, chiều hai chồng tôi bán số đây nè tôi thấy bả ngồi rồi tôi quen bả tôi mới ngạc nhiên tôi mới nói là đeo cái ba lô đeo màu xanh là cô đó là quen cô luôn đúng không à đúng rồi cô có số điện thoại không có gì không đâu có số điện thoại bả không đâu. cô có số điện thoại không ví dụ là mọi người mà có tìm gì thấy cô à. Hay là con tìm thấy con có gì con gọi cho cô tí xíu nữa con chạy vòng ở đây coi thử rồi đó 0939 0838 11 dạ cô đọc lại 0939 0838 11 à. Thì có gì mong cả nhà cứ liên hệ cái số này cô tên gì cô? Tôi tên Bí Tài. À cô Bí Tài, thì hiện tại giờ là có đang tìm là một người là cô đeo một cái ba lô màu gì cô? Màu xanh dương hay là xanh này? Xanh mà xanh lợt mà xanh ấy à? À xanh lợt lợt á không? À xanh lợt lợt á, tôi thấy bóng của mẹ mà tôi thấy mà để trên cái đó. Đi chỉ một mình thôi. À đi mình à. Cô biết mặc áo màu gì luôn không cô? chưa cũng để ý nữa tôi thấy mặc áo xám mà dạ tôi nói chuyện bả rồi ghét rồi à từ khi tôi mới an ủi mới đi thì không ngờ thì hai chồng tôi mới vừa bán rồi về nhà ông chồng bả đi vô tôi nói vô phòng nhà trọ ông hỏi kêu tôi không có tôi nói ông đi tìm vợ ông hả dạ. Rồi tôi nói thôi vợ chồng hết rồi thôi ông đi ra tìm bả rồi thấy bả cũng tờ dạ. Kêu về bữa kia thì bả dắt đứa con đi mà khi xong rồi qua tôi nói ủa con bà đâu bà nói bả dắt con về giao cho chồng bả rồi giờ bả đi tìm việc làm dạ. Tôi nói bà không có tiền rồi sao bà đi tìm việc làm rồi bà ngồi ở bên cái đá luôn nửa yeah. Đêm hôm rồi thì kia mà tí rồi nữa yeah. Là mấy người chàm đồ ngồi cho ở đây này cũng khuyên bả nữa yeah. Mấy người chàm đi cho á yeah. cũng khuyên bả nãy giờ thì con quay ẩm thực ở đây con mua đồ ra quán đây con ngồi con ăn đây thôi con nghe đây thì có tí xíu gì thì con chạy vòng ở công viên này con coi thử coi có bả có gì điện thoại thì con alo còn nếu không có thì nhờ tới các bạn ở tỉnh Ninh Thuận có gì liên hệ tới cô tạo bả khuyên bả đúng rồi dạ. Chồng bả đi tìm nói là chồng phải đi tìm gì á dạ, dạ. Không biết rồi bả đâu hồi chiều cô chợ bả nằm bả ở đâu rồi bả không sợ ấy chưa dạ rồi không khéo lỡ bả nghĩ không kịp bả buồn bả tự giặt luôn dạ
ai mình đâu biết nghĩ con đường đó đâu, ba dạ, nghĩ là ba không có tiền lỡ ba là cô hồi nãy giờ cô đi dọc xuống biển chứ chưa? Chưa, mà đi đấy thì tưởng đâu nghĩ ba ngọt chỗ ghế đá này dạ. Biết rồi chiều hồi chiều ba mới giờ cô cứ đi dọc xuống biển hay còn nếu mà không thì tí nữa con đi vòng ở công viên à đúng rồi kia cái ba lô mà xanh lật nha, xanh ba lô bự đúng không? Nhỏ à, không phải xanh đậm đâu, xanh bự bằng cái ba lô của con không? Bự hơn chút xíu nó cơ dạng mà giống như mấy nhỏ đi học cô giáo á. Dạ. Cái ba lô đó vậy á. Dạ. Ba lô mà cái xanh mà để cái xanh chanh lợp xanh như cái tấm mình màu dạ xanh rồi, mà sơn dạ nước sơn hay màu xanh cưới sơn nha. Có gì con alo cô cho. À đúng rồi nha. Dạ. Có gì đi nhà cái. Dạ. Tạo bảo chứ mình cũng gần hàng xóm mình cũng thấy bảo cũng. Dạ. Thì nói chung hồi nãy giờ thì Vương với lại bạn Dũng á thì ngồi đây ăn thưởng thức mà có một cái tình trạng là hai vợ chồng cãi lộn và bỏ nhà ra đi. Đó thì Vương thì cũng thấy cũng thắc mắc và phân vân quá. Thì thôi bây giờ Vương với bạn Dũng thưởng thức tranh thủ cái này xong rồi Vương với bạn Dũng sẽ đi tìm nha. Thì nãy giờ thì cả nhà cũng biết rồi. Thì chắc là mấy anh em của Quân sẽ ăn xong cái này rồi Quân đi luôn. Thì bây giờ này mà bỏ thì nói chung là uổng phí của trời quá, đúng không? Thì bây giờ Quân xin mời cả nhà với bạn Dũng. Thì nói chung là thì vợ chồng mà có gì đâu đúng không bạn hơn? Chắc mình nghĩ lát nữa cô đó cũng đi vòng này vô cô đó đang có tâm trạng buồn ở cả nhà. Thì lát nữa cũng mong là cô ấy về nhà. Dù gì nữa cũng có con cái ở nhà cả nhà. Nhưng mà nãy cái khúc cuối á, bạn thấy không? Bà cô mà nói chuyện mà muốn khóc nước mắt luôn. Nhưng mà chỉ là làng sớm thôi nha, chỉ là quen biết thôi. Thì nếu mà Vương sẽ chỉnh sửa cái video này gấp rút và đăng lên cho cả nhà xem nha. Thì có gì cả nhà hãy đón xem và có ai thì cứ cái số điện thoại đó thì cảm mong cả nhà cứ liên hệ và báo cho cô dùm để cô biết được. Tại vì cũng không có hình và cũng không có gì hết. Thì khoảng cỡ 40 tuổi có mang một cái ba lô màu xanh đó. Nhỏ vừa thôi, không có bự quá đó. Mà bự hơn cái của Vương đeo nha cả nhà nha. Wow. Vương xin mời cả nhà luôn. Vâng, xin mời cả nhà nha. Nãy là mình đang kể chuyện về em nhỏ một tay. Em nhỏ một tay á, như là cái ông gì trong bộ phim gì ta? Cô Long Dương Quá. Nói chung là giống như là cô Lâm Dương Quá. Mình là cô Lâm, em ấy là Dương Quá. Đổi ngược lại cả nhà. Vương thích làm phụ nữ ghê không? giờ mà cô Lâm lấy một tay bạn, đúng không? Mình phải đổi, nói chung là mình phải diễn vai, mình đổi vai. Vương xin mời cả nhà nha. Thôi mình tranh thủ ăn hết cái này đi. Và mình đi mình đi vòng mình kiếm cô. Còn mà mình vừa ăn vừa nói nữa gọi là mất thời gian. Mình mà chậm trễ một tí xíu á, mình không biết cái chuyện gì xảy ra. Hiện tại giờ xe mình là để sau lưng mình. Thì hy vọng mà chắc tí xíu nữa là hai anh em mình á là gõ xe ở trong này, nhà bảo vệ đây nữa. Mình gõ xe nhà bảo vệ và mình đi đi bộ cây dọc bờ biển á, coi thử là nhiều khi nói chung là những người mà buồn hay là thất tình hay là gì đó gọi là một cái cảm giác là bất tận đời các bạn, đúng không? Buồn bã quá đâu biết suy nghĩ gì đâu. Hay ngồi những cái chỗ mà biển đồ yên tĩnh đó cả nhà. Nó còn mà nghĩ mà dài tí xíu nữa thì coi là gây ra tính mạng cho mọi người này kia nọ.
rất là nguy hiểm luôn. Rồi Vương xin mời cả nhà. Ngon lắm ạ. Cái đó nó dài dài, ăn đã. Wow. Rồi Vương xin mời cả nhà. Đúng không? Trong cái lòng mình nó bối rối cái gì á, mình ăn cũng không ngon mà mình ngồi cũng không yên luôn các bạn ha. Đúng không? Rồi còn hai miếng nữa bạn bóc miếng này mình miếng. Dạ, Vương Vương ăn đang còn nhai á. Vương bóc miếng nào cũng được. Miếng nào cũng được. Vương bóc ấy, bóc ấy. Vương còn nhai á. Vậy Vương ăn cái cây nha. Ok. Tại Vương thái là phải ăn dài dài cả nhà. Không, mà cái này rất là ngon không bạn ha. Ngon. Ngon mà mình đang gặp một cái chuyện nói chung là rất là buồn. Thì nếu mà mình tìm được cô thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem ha. Và mình sẽ khuyên cô đi về. Thứ hai nữa là mình sẽ gọi cho cô cái cô nãy á. Cô nãy tên là. Cô nãy sẽ quay lại và đưa cô về. Thì mình sẽ quay thì quay một phần. Nếu mà Vương mà tìm không ra thì Vương sẽ chia sẻ gấp rút là Vương sửa cái video đăng trong đêm nay để cho cả nhà biết cái thấy người đó, thì cả nhà hãy chỉ cho nói chung là thấy thì gọi alo có số điện thoại đó thì cứ liên hệ. Và do trong đêm ấy cả nhà, cô không có bọc tiền ở trong người á, với lại bắt buộc là cô ấy nếu mà xin người nhà người ở ngoài đường á mà ngủ nhờ được thì cô vào nhà ngủ, còn mà không bắt buộc phải ngủ ngoài đường á. Thì cả nhà cũng biết là ngủ ngoài đường thì cực kỳ nguy hiểm luôn, khi mà về đêm xuống rồi đi em phi rồi có mấy cái người mà thành phần hút chích nữa, ớn lắm cả nhà. Thì bây giờ thì chắc là hai anh em của Vương xin tạm dừng và kết thúc cái video. Thì mong cả nhà hãy để lại cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để thông báo được những cái video mới nhất của Vương, để Vương ra và cả nhà đón nhận sớm nhất và thông báo nhất cho cả nhà biết được là Vương ra cái video và đón tiếp những cái video tiếp theo nha. Và bây giờ thì hai anh em của Vương xin tạm dừng vào video và bye bye cả nhà. Bye bye cả và nhà. Đi tìm bà cô đó. Đây.